Làm sao vậy? Ta là mèo, ta là mèo, ta là mèo. Ồ, chơi game hả? Đi ăn gì đó đi. Đồ ăn. Ăn. Mèo. Của các con nè. Không, 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 dừng lại. Các con không ăn được. Tôi là mèo. Bà phải làm gì với mấy đứa đây? Xem thử trên internet nào. Thôi nào. Ở đây nha. Bà sẽ làm gì đó ngay. Cố lên. Tuyệt vời. Dừng lại đi. Còn chưa xong đâu. Không được. Dầu gội mèo. Được nha. Yeah, các con quay lại rồi. Cái gì? Ta là mèo. Ta là mèo. Cái gì vậy? Tốt hơn rồi.
Chuyện gì vậy? Mima không trả cái đuôi lại cho con kìa. Con cũng muốn có cái đuôi. Của chị mà. Của em. Đưa đây. Dừng lại. Ồ, theo ba. Ok, con muốn cái đuôi nào đây? Cái nhiều màu. Ok. Wow. Chờ chút. Tại sao nữa vậy? Thì mà lấy bộ trang điểm của con rồi. Xin lỗi, con chán quá. Bà biết rồi. Sa Sa, bộ mới này cho con nè. Tuyệt vời. Sa, nhìn cái cỏ nè. Wow. Là của tiền cá đó. Wow, hay quá đi. Em cũng muốn nữa, cho em đi. Không, của chị. Không, của em. Không, của em. Chị. Mấy đứa, giờ lại sao đây? Con cũng muốn tóc của Sa Sa nữa. Đừng lo, ngồi đi. Không đời nào. Wow, hay quá đi. Tụi mình giống nhau rồi nè. Đến giờ ăn rồi, các con đến đây nào. Nhanh lên. Tụi mình là công chúa và hoàng tử. Vui quá đi. Trái cây của con nè. Cái gì thế? Tụi con không ăn đâu. Tụi con không ăn đâu. Không được ăn kẹo. Đồ ăn lành mạnh thôi. Vậy tụi con sẽ biến ba thành con ếch. Vui đó. Nè, biến ba lại đi. Thôi được. Kẹo đi. Được rồi, được rồi. Mình muốn chơi. À,
bừa bộn quá mấy đứa ơi. Đi dọn dẹp ngay đi, nhanh lên. Biến ba thành cái gì đó nữa đi ha. Không. Biến ba lại đây mà. Được rồi. Được rồi. Ba dọn đi ba. Không đời nào. Dừng lại đi. Chắc tụi nhỏ quên đủ phép thuật nè. Mấy đứa nhìn nè. Đến được ba. Ba, biến tụi con lại đi. Biến mà. Giờ con có dọn không? Dạ dọn mà. Được rồi. Oh yeah. Cố lên.